tôi nay cũng mạnh mà lại có tài. Thủ chỉ thứ hai thì ngồi bên đâu bác ạ? Tôi cũng trong phê luận mà. Vâng, không có gì, bài đọc được 15 phút. Dân nước dòng Nam khắp đồng đầy nước. Tôi là phe Bắc, chức sắc trong làng. Sớm tối lo toan, trông nom đồng ruộng. Trong mọi tình huống, bắt vịt đuổi bò. Dân làng không lo, tôi sẵn sàng ứng phó. Tôi đừng có nói bao hoa. Mà đang bị vịt cà mò ăn, bê nghe thì chạy lang sang, tắt qua ruộng lúa, băng qua ruộng màu.